Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với kênh chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam để tiếp nối series đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu. Ở những kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau làm quen với những khái niệm cổ phiếu lưu hành cũng như là cổ phiếu niêm yết. Nó có ý nghĩa là gì và ứng dụng ra sao trong cái công việc đầu tư của chúng ta. Và ở clip lần này, hãy cùng với AZFIN Việt Nam chúng ta đi làm quen với khái niệm cổ phiếu tiếp theo. Đó là cổ phiếu quỹ. Khái niệm của nó là gì và ứng dụng cũng như là mục đích, ý nghĩa sâu xa của nó mà chúng ta có thể sử dụng trong cái hành trình để trở thành những nhà đầu tư chứng khoán. Bản thân AZFIN Việt Nam thì có một đánh giá sơ bộ rằng không nhiều nhà đầu tư không chuyên trên thị trường nắm rõ về khái niệm cổ phiếu quỹ, cũng như là có thể ứng dụng được nó vào việc đánh giá các doanh nghiệp cũng như là việc lựa chọn thời điểm mua bán các cổ phiếu. Vậy thì ở clip này, quý vị hãy cùng với chúng tôi, chúng ta sẽ đi làm rõ khái niệm của cổ phiếu quỹ. Trước tiên, khái niệm cổ phiếu quỹ đó là một lượng cổ phiếu mà công ty cổ phần mua lại của chính mình. Nếu như quý vị nào đó đã theo dõi cái clip của chúng tôi về cổ phiếu lưu hành, vâng, thì chúng ta đã biết rồi, cổ phiếu quỹ nó là gì? Nó là cái lượng cổ phiếu mà khi công ty cổ phần phát hành ra thị trường và ngược lại mua lại của chính mình, thay vì phát hành ra, vâng, thay vì để nó lưu hành trên sàn chứng khoán, thay vì để nó được niêm yết và giao dịch, thì họ mua lại của chính mình. Đó chính xác là khái niệm của cổ phiếu quỹ. Và cổ phiếu quỹ nó có những đặc điểm cơ bản như thế nào? Đây sẽ là cái điều quan trọng này. Nếu chỉ dừng lại ở việc là các công ty cổ phần mua lại của chính mình thôi thì thực sự nó cũng không có nhiều giá trị với những quý vị nhà đầu tư khi mà chúng ta tham gia thị trường chứng khoán. Vâng, vậy thì hãy cùng nhau chúng ta xét rõ hơn đến ý nghĩa của nó và cái đặc điểm của nó. Thứ nhất, đặc điểm thứ nhất đó là cổ phiếu quỹ thì nếu bạn nắm giữ thì sẽ không được hưởng bất kỳ cái quyền lợi nào từ kết quả kinh doanh của công ty. Đó là chúng ta sẽ không thể nắm giữ cổ phiếu quỹ ngoài doanh nghiệp, ngoài chính công ty phát hành. Tuy nhiên, cổ phiếu quỹ thì cũng không được ghi nhận là sẽ được hưởng bất kỳ quyền lợi nào đến từ kết quả kinh doanh của công ty. Thứ hai nữa, đó là với cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp có thể, công ty phát hành có thể, thứ nhất là hủy đi này, họ hoàn toàn có thể hủy đi, hoặc là chia cho nhân viên hoặc cổ đông, có thể chia cho nhân viên hoặc cổ đông. Và cái việc họ có thể làm, cái việc thứ ba đó là bán lại cổ phiếu ra ngoài. Thì chúng ta sẽ xét rõ hơn về cái việc là bán lại cổ phiếu ra ngoài như nào. Tại sao tôi đã mua lại của chính mình rồi, sau đó lại bán lại ra? Thì chúng ta sẽ có những cái nội dung tiếp theo làm rõ hơn về câu chuyện này. Và tiếp theo, cái đặc điểm thứ ba đó là khi mua cổ phiếu quỹ thì sẽ làm cho lượng cổ phiếu lưu hành giảm đi. Và chắc chắn rồi, chúng ta đã nhắc đến một công thức ở clip liên quan đến cổ phiếu lưu hành. Chính xác đó là nếu như chúng ta có một lượng cổ phiếu phát hành ra nhất định thì khi trừ đi cái lượng cổ phiếu quỹ mà công ty mua lại thì lượng cổ phiếu lưu hành đương nhiên là giảm. Vâng, một công thức hết sức đơn giản. Và cuối cùng, cái đặc điểm cuối cùng đó là khi mà cái lượng cổ phiếu lưu hành giảm thì vốn chủ sở hữu của công ty cũng giảm. Một công thức hết sức đơn giản thôi, chúng ta đã làm quen ở clip về cổ phiếu lưu hành cũng như là clip về cổ phiếu niêm yết. Vâng, những khái niệm cũng như là đặc điểm là vậy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi với nhau đến hai cái ví dụ minh họa để chúng ta có thể cùng nhau hiểu rõ hơn về cổ phiếu quỹ cũng như những cái đặc điểm và cách thức vận hành của các doanh nghiệp khi mà nó thực hiện những cái thao tác mua hay bán cổ phiếu quỹ. Vâng, ví dụ của chúng tôi với trường hợp của VND, công ty chứng khoán VN Direct, vào tháng 11 năm 2018 thì VNDS có mua lại 10 triệu cổ phiếu trên tổng cộng 218 triệu cổ phiếu đang lưu hành của mình. Vâng ạ, quý vị và các bạn hãy lưu ý là 10 triệu cổ phiếu được mua lại trong tổng số là 218 triệu. Và cái lượng cổ phiếu quỹ của công ty đó được ghi nhận là 10 triệu, nó chính xác là bằng cái lượng cổ phiếu mà công ty mua lại này. Và do vậy thì cái lượng cổ phiếu lưu hành giảm xuống chỉ còn 208 triệu thôi. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái trường hợp mà VND đã thực hiện vào tháng 11 năm 2018.
Ví dụ đầu tiên cho quý vị thấy về việc là lượng cổ phiếu quỹ ảnh hưởng ra sao đến cái lượng cổ phiếu lưu hành. Vâng. Còn cái ví dụ tiếp theo cũng vào tháng 11 năm 2018 nhưng mà đối với mã cổ phiếu VCS của tập đoàn Vicostone, thì Vicostone thực hiện mua lại 3,2 triệu cổ phiếu quỹ. Thực hiện mua 3,2 triệu cổ phiếu quỹ. Và đến khoảng gần 1 năm sau, đó là vào ngày 4 tháng 10 năm 2019, thì công ty này chốt thưởng 3,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Quý vị và các bạn lưu ý đó là cho cổ đông hiện hữu. Nó giống với cái đặc điểm chúng tôi vừa nói, đó là cổ phiếu quỹ có thể được chia cho nhân viên hoặc là cổ đông. Vâng. Và cái lượng cổ phiếu lưu hành của công ty vì thế mà tăng trở lại bằng với mức như trước khi công ty mua cổ phiếu quỹ. Vâng, đó là với ví dụ của Vicostone thì chúng ta có thể thấy là công ty hoàn toàn có thể mua cái lượng cổ phiếu đang lưu hành để biến nó thành cổ phiếu quỹ. Và sau đó, như trường hợp của Vicostone là họ chia cổ tức bằng cổ phiếu. Họ trích cái cổ phiếu quỹ của mình ra để chia cổ tức cho nhân viên cũng như là cho cổ đông hiện hữu. Thì cái lượng cổ phiếu lưu hành ở trong trường hợp này quay trở lại bằng với mức trước khi Vicostone thực hiện mua cổ phiếu quỹ. Vâng, và cái phần quan trọng nhất trong cái clip của chúng ta thì đó chính là cái mục đích cũng như là ý nghĩa của cổ phiếu quỹ được ứng dụng trong đầu tư chứng khoán như thế nào. Thì đầu tiên, mục đích và ý nghĩa đầu tiên, chúng ta sẽ xét đến trường hợp mà công ty đang dư tiền, một công ty đang làm ăn tốt chẳng hạn. Nó đang dư tiền thì thay vì trả cổ tức cho cổ đông, cổ đông sẽ bị đánh thuế. Do vậy, thay vì thế mà công ty có thể mua lại cổ phiếu quỹ, thì điều này cũng có thể được đánh giá là một cách thức, hình thức để trả tiền cho cổ đông hay là trả lợi tức cho cổ đông. Tuy nhiên thì lại không mất thuế. Và ở trên hình, thì các bạn có thể thấy một ông già đó chính là ai ạ? Warren Buffett. Vâng, đây chính là cách mà ông cụ thường xuyên làm đối với các công ty con trong tập đoàn của mình. Điều này thì quý vị và các bạn có thể xem như ở trong cái bức hình của chúng ta. Nó giống như là quý vị đang thao tác với một cái cổ phiếu quỹ và lấy tiền để đưa cho cổ đông. Cũng giống như một cái cách mà khi mà chúng ta hiểu biết, nếu như không hiểu biết về cái cách thức vận hành này thì chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Warren Buffett là một nhà đầu tư lão làng rồi, ông rất hiểu về cái cách thức vận hành cũng như là cái được cái mất của từng cái hành động mà ông làm. Do vậy mà Berkshire Hathaway, một tập đoàn của ông, thì thường xuyên thực hiện cái việc này để tối ưu cái lợi ích cho cổ đông. Đây là điều giúp cho nhà hiền triết xứ Omaha có thể giữ được cái vị thế của mình rất là lâu dài trong suốt hàng chục năm, là một nhà đầu tư cũng như là một nhà kinh doanh vận hành cái tập đoàn của mình và mang lại cái giá trị tối đa cho cổ đông trong doanh nghiệp của mình. Vâng, và cái mục đích cũng như là ý nghĩa tiếp theo của cổ phiếu quỹ thì đó là thông thường thì khi giá cổ phiếu xuống dưới cái giá trị thực mà nó nên có thì công ty thì thường sẽ đăng ký mua cổ phiếu quỹ để nâng cái giá trị cổ đông. Bởi vì sao? Bởi vì như chúng ta đã phân tích ở hai clip trước liên quan đến cổ phiếu lưu hành cũng như cổ phiếu niêm yết, cái hành động này sẽ giúp cho cái lượng cổ phiếu được niêm yết và lưu hành trên thị trường nó ít hơn rất nhiều, và do vậy nó sẽ nâng cao cái giá trị của cổ đông cũng như là giúp doanh nghiệp có thể thực hiện những cái hoạt động liên quan đến điều chỉnh, nó không phải là thao túng nhưng mà liên quan đến điều chỉnh cái mức giá cổ phiếu làm sao cho nó phù hợp hơn, nó sát với thực tế hơn của giá trị thực tế của doanh nghiệp cũng như là phản ánh qua giá trị thực tế của cổ phiếu. Và cuối cùng, cái ý nghĩa cuối cùng của việc chúng ta đưa ra những cái hành động liên quan đến cổ phiếu quỹ các doanh nghiệp, đó là khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ thì cái lượng cổ phiếu lưu hành sẽ giảm, thì giúp cổ phiếu của công ty trở nên cô đặc hơn, giống như cái ý mà chúng ta vừa nói ở trên, giá cổ phiếu giúp cho cổ phiếu công ty trở nên cô đặc hơn, thay vì nó có một lượng là 10, nó có 8 thôi chẳng hạn thì nó sẽ cô đặc hơn rất là nhiều. Và cái giúp cho cái cổ phiếu của công ty mình khi nó cô đặc hơn thì vô hình chung nó sẽ giúp tăng lợi ích của cổ đông hiện hữu nếu giá mua thấp hơn giá trị. Vâng, nếu như
giá mua thấp hơn giá trị. Thì cái điều này, quý vị nếu như muốn tìm hiểu kỹ hơn, nếu có thắc mắc tại sao lại như vậy thì hãy comment kỹ hơn, comment cái ý kiến, cái câu hỏi của mình vào dưới cái phần comment trong clip của chúng tôi và AZFIN Việt Nam sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Vâng, và phần tiếp theo, bằng 21 giờ ngày thứ 6, 26 tháng 6, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một loại cổ phiếu đặc biệt, đó là cổ phiếu ESOP. Nó là gì? Cũng như là những mặt lợi và mặt hại khi mà chúng ta, các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ESOP và các nhà đầu tư chúng ta quan tâm đến các cổ phiếu ESOP. Vậy thì hãy cùng với chúng tôi, AZFIN Việt Nam, chúng ta tìm hiểu nội dung này vào thứ 6 của tuần này nhé. AZFIN Việt Nam rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong các clip suốt thời gian vừa qua. Để cùng nhau, AZFIN Việt Nam chúng tôi đang hướng đến cái cột mốc đó là 10.000 subscribe. Vâng. Và sự đồng hành của quý vị và các bạn sẽ là động lực lớn hơn nữa cho chúng tôi trong thời gian tới để tiếp tục đưa ra những series ý nghĩa hơn và chất lượng hơn cho quý vị và các bạn. Chào tất cả và quyết thắng.